Vụ việc chị họ người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh bất ngờ tử vong, để lại những trang nhật ký đẫm nước mắt về việc bị bạc đãi, bạo hành bởi gia đình chồng khiến nhiều người dậy lên nhiều suy nghĩ về hôn nhân và gia đình. Trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, phụ nữ luôn là người nặng tình. Quyết định giải thoát cho bản thân khỏi cuộc hôn nhân không còn êm ấm của người vợ, người mẹ luôn bị níu giữ bởi nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là vì con cái. Không ít lần tôi nghe mẹ dặn rằng, con cái là lộc trời ban. Vì con, không có gì mà cha mẹ không thể hy sinh. Chỉ biết ông lấy cảm xúc mù quáng của bản thân mà không tính đến sự trưởng thành của đứa trẻ chính là ích kỷ. Sau khi ly hôn, nhiều người xung quanh cũng không ít lần hỏi tôi, tại sao em lại ly hôn? Em không thể vì con cái mà bao dung, tha thứ sao? Bỏ chồng thì dễ, nhưng con cái thì sao? Con của em sẽ không có một gia đình có cả bố, cả mẹ. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng việc trở thành một người mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là từ miệng lưỡi thiên hạ. Để cô kể cho mày nghe. Cô có một bà bạn, chồng ngoại tình, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu ly hôn chỉ vì con cái. Bà ấy chọn bao dung và chấp nhận chồng vì đứa con. Giờ gia đình vẫn hạnh phúc. Bà ấy là một người phụ nữ thông minh. Vì con cái nên mày nhất định không được ly hôn con cái sao có thể sống được trong một ngôi nhà không có bố hay không có mẹ mày có biết tâm lý con cái sẽ ảnh hưởng nhiều thế nào không ly hôn cô có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con mình không sau khi cô bỏ đi anh ta sẽ tìm một bà mẹ kế mới cho nó nếu yêu thương cũng không sao nhỡ bà mẹ kế hành hạ nó thì phải làm sao cô không thương nó đúng không thế nhưng không một ai hỏi tôi rằng tôi sống có hạnh phúc hay không cuộc hôn nhân của tôi có vui vẻ gì hay không không phải tôi không cân nhắc đến chuyện sau khi ly hôn con cái sẽ thiệt thòi hơn bạn bè chỉ vì không có bố nhưng rồi sao tại sao tôi không thể ly hôn chỉ vì con cái chứ khái niệm gia đình hạnh phúc là có bố mẹ và con cái khái niệm ấy không phải nên được thay đổi từ lâu rồi sao ở góc độ của một đứa trẻ tôi không muốn con mình có một người mẹ bất hạnh và một người bố không muốn trở về nhà tôi không thể đảm bảo rằng đứa trẻ ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi ở cùng tôi nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cuộc sống của nó sẽ tốt hơn khi không có ông bố ấy phụ nữ hiện đại bây giờ có thể dễ dàng thoát khỏi công cùng danh phận dâu hiền vợ đảm nhưng cái mát mẹ tốt thì không ly hôn khi chưa sinh con thật sự rất nhẹ nhàng đơn giản nhưng khi đã có con thì trách nhiệm lại càng nhiều hơn nhưng trách nhiệm ấy phải được chia đều Cả cha và mẹ đều phải có nghĩa vụ lo lắng cho con cái của mình. Vậy tại sao, là phụ nữ, tại sao bạn lại phải quên mình, vì con cái mà biến mình trở thành nô lệ cho đứa trẻ đó chứ? Ai cũng có quyền theo đuổi cuộc sống của riêng mình và không bị bó buộc với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vợ và mẹ chỉ là một loại vai trò trong cuộc sống của phụ nữ và vai trò tốt nhất chúng ta nên thể hiện ra là chính mình. Khi cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, thì thà sống cho mình còn hơn là chịu đựng vì con cái, thà không trọn vẹn một góc tình cảm, còn hơn vỡ nát, chẳng còn cái gì. Vậy nên mới nói rằng, quyết định quan trọng nhất của người phụ nữ chính là đúng người cha cho con mình. Bởi công việc có thể thay đổi, chỗ ở có thể đổi thay, thậm chí chồng cũng có thể tìm người khác, chỉ có người đàn ông là cha của con bạn, cho dù là yêu hay ghét cũng không thể nào thay đổi được. Là phụ nữ hiện đại, độc lập về cả kinh tế lẫn tinh thần, chúng ta phải có đủ tự tin và sức mạnh để theo đuổi cuộc sống của mình nhưng tiền đề chính là quyền lợi của con cái không thể bị đe dọa bạn thử nghĩ xem chú đặt trước mặt bạn hai người đàn ông một là người phù hợp để làm chồng hai là người phù hợp làm cha đứa trẻ không phải bạn nên lựa chọn người thứ hai hay sao cuối cùng một người phụ nữ quyết định ly hôn chỉ khi họ đã quá thất vọng với người đàn ông và cuộc sống hôn nhân Phụ nữ không thể sống trong vòng tròn hạn hẹp của cuộc hôn nhân bất hạnh ấy. Sống vì chồng sau khi kết hôn, sống vì con sau khi sinh nở, tình nghĩa đã cạn, con cũng sẽ dần lớn khôn. Nếu không sống cho mình thì cuộc đời này thật uổng công. Ảnh minh họa